Nếu bạn có thể quay ngược thời gian về kỷ nguyên Mesozoic, bạn sẽ chứng kiến một hành tinh hoàn toàn khác với thời điểm hiện tại. Tất cả các lục địa đều ở những vị trí và khí hậu cũng khác nhau. Nhưng có lẽ sự khác biệt đáng kể nhất mà bạn sẽ nhận thấy là sự hiện diện của khủng long, rất rất nhiều khủng long. Trong suốt kỷ nguyên Mesozoic, bắt đầu từ khoảng 245 đến 66 triệu năm trước, thời điểm mà loài khủng long đã thống trị, dù vẫn có những sinh vật khác nhưng khủng long vẫn là loài phong phú nhất và cũng đa dạng nhất, chiếm nhiều vị trí và vai trò sinh thái khác nhau. Câu chuyện của chúng bắt đầu vào kỷ Trias, khi các loài bò sát nhỏ bắt đầu tiến hóa thành kích thước lớn hơn và đạt được sự thích nghi, giúp chúng có lợi thế vượt trội so với tổ tiên và những loài cùng thời. Sự thống trị của chúng tiếp tục kéo dài đến kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng. Chúng chiếm giữ hầu hết mọi ngóc ngách có thể tưởng tượng được trên khắp các châu lục. Câu chuyện hấp dẫn về những sinh vật cổ xưa này hoàn toàn gắn liền với lịch sử trái đất, đặc biệt là trong 175 triệu năm chúng tồn tại. Do đó, việc hiểu được những gì diễn ra trong thời kỳ này, các loài khác nhau xuất hiện và dòng thời gian tồn tại của loài khủng long là một sức hút to lớn đối với các nhà khoa học và những người đam mê cổ sinh vật. Đó là một câu đố phức tạp mà các nhà cổ sinh vật học và các nhà nghiên cứu khoa học khác đã ghép lại một cách tỉ mỉ bằng cách sử dụng hóa thạch và các kỹ thuật khoa học khác nhau. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dòng thời gian của những sinh vật thời tiền sử này, cung cấp cái nhìn tổng quan, toàn diện về thời điểm chúng sinh sống và cuộc sống diễn ra như thế nào trong suốt thời gian tồn tại của chúng. Kỷ nguyên Mesozoic, thời đại của khủng long. Để hiểu rõ hơn về lịch sử trái đất, các nhà khoa học đã chia sự tồn tại của hành tinh này thành những khoảng thời gian khổng lồ. Kỷ nguyên hiện tại mà chúng ta đang sống được gọi là Phanerozoic, bắt đầu từ 541 triệu năm trước. Thời đại này còn được chia thành các thời đại, sau đó lại được chia thành các thời kỳ và kỷ nguyên. Đại Phanerozoic có 3 thời đại. Thời đại đầu tiên là Paleozoic và hiện tại là Cainozoic. Giữa hai thời đại này là Mesozoic, hay được gọi gần gũi là cuộc sống đại trung sinh. Thời đại này bắt đầu cách đây 252 triệu năm, được gọi là thời đại khủng long. Kỷ Mesozoic được chia thành kỷ Trias, khi khủng long tiến hóa, và kỷ Jura là đặc trưng bởi sự đa dạng hóa của loài khủng long, cùng kỷ Phấn Trắng, khi khủng long bắt đầu suy giảm và cuối cùng bị tuyệt chủng. Sự sống trên trái đất đã bắt đầu sôi động khi khủng long xuất hiện ở Mesozoic. Động vật và thực vật lần đầu tiên tiến hóa trong hệ sinh thái dưới nước trên trái đất, nhưng chúng đã chuyển lên đất liền hơn 150 triệu năm trước khi khủng long tiến hóa. Đến đại trung sinh, các động vật trên cạn đã khá tiến bộ so với các sinh vật và động vật lưỡng cư đã chuyển sang sống trên đất liền trong kỷ Devon. Sự xuất hiện của loài khủng long đầu tiên đã có từ khoảng 240 triệu năm trước. Khi mới xuất hiện, những điểm độc đáo của chúng nhanh chóng khiến chúng khác biệt so với các tổ tiên. Chúng có tư thế thẳng đứng, đặt hai chân ở dưới cơ thể thay vì sang một bên. Việc các chi bên dưới cơ thể đã mở ra cánh cửa mới cho những khả năng mới liên quan đến sơ đồ cơ thể tổng thể của chúng, cách chúng có thể di chuyển và những ngóc ngách chúng có thể khám phá. Những điểm độc đáo này tạo tiền đề cho vai trò thống trị của khủng long trong suốt kỷ nguyên Mesozoic, khi chúng tiến hóa để đảm nhận những vị trí nổi bật trên nhiều hốc sinh thái khác nhau. Thời đại Mesozoic được chia thành 3 thời kỳ: Trias, Jura và Creta. Trong những thời kỳ này, khí hậu, địa lý và các dạng sống của trái đất trải qua rất nhiều thay đổi khác nhau, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của khủng long và các dạng sống khác trên đất liền và dưới biển. Thời kỳ Trias, bình minh của khủng long. Trias là thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên Mesozoic. Thời kỳ này bắt đầu từ vào khoảng 252 triệu năm trước, kéo dài cho đến khoảng 201 triệu năm trước. Nó bắt đầu với sự kiện tuyệt chủng hàng loạt thảm khốc cuối kỷ Permi, được coi là một trong những đợt tuyệt chủng nghiêm trọng nhất mà trái đất phải trải qua. Do đó, thời kỳ này được đặc trưng bởi sự phục hồi dần dần của sự sống trên trái đất và sự xuất hiện của một nhóm sinh vật mới. Mặc dù được trìu mến gọi là buổi bình minh của khủng long, nhóm động vật này vẫn chưa phải là động vật trên cạn thống trị nhất vào thời điểm đó. Thay vào đó, tổ tiên bò sát của chúng được gọi là Thằn Lằn Chúa, thống trị cảnh quan. Nhóm bò sát nguyên thủy này đã sinh ra khủng long, thằn lằn bay và cá sấu. Kỷ Trias sớm, một thế giới đang hồi phục. Theo định kỳ, sự sống trên trái đất trải qua một kiểu thiết lập lại sinh học được đặc trưng bởi sự chết đi trên diện rộng của nhiều nhóm thực vật và động vật khác nhau. Một sự kiện tuyệt chủng như vậy
xảy ra vào cuối kỷ Permi. Được biết đến như sự tuyệt chủng của kỷ Permi hay cái chết lớn, có tới 70% động vật có xương sống trên cạn đã chết trong sự kiện thảm khốc này. Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết đến, nhưng các nhà khoa học cho rằng việc thải khí độc vào khí quyển đã làm tăng nhiệt độ toàn cầu và làm tăng độ axit của đại dương. Điều này dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều nhóm thực vật và động vật. Vào thời điểm kỷ Trias bắt đầu, sự sống trên cạn đã bắt đầu lại với một số ít người sống sót sau sự tuyệt chủng kỷ Permi, sống trên một hành tinh khô và nóng. Tất cả các lục địa trên trái đất được kết nối thành một vùng đất duy nhất được gọi là Pangaea. Điều này có nghĩa là khí hậu đồng đều và sự đa dạng hạn chế trong hệ động thực vật trên hành tinh. Các điều kiện giống như sa mạc đã tạo điều kiện cho một nhóm bò sát được gọi là thằn lằn chúa chiếm ưu thế. Đây là tổ tiên bò sát của khủng long, cá sấu và thằn lằn bay. Khi các hệ sinh thái bắt đầu phục hồi sau sự tuyệt chủng kỷ Permi, nhóm bò sát này đã mạo hiểm xâm nhập vào các hốc sinh thái mới và cũng bắt đầu đa dạng hóa. Khủng long xuất hiện để lấp đầy các hốc sinh thái còn trống do sự tuyệt chủng hàng loạt tạo ra. Trong những ngày đầu, sự khác biệt giữa khủng long và tổ tiên của chúng là không đáng kể. Chúng có các chi được đặt bên dưới cơ thể, cánh tay có thể di chuyển ra vào và đốt sống cổ khỏe mạnh để hỗ trợ các cơ bắp khỏe hơn. Khủng long cũng là loài máu nóng, điều này mang lại cho chúng lợi thế vì chúng không còn phụ thuộc vào những môi trường sống nữa. Khả năng điều chỉnh nhiệt độ bên trong của chúng có nghĩa là chúng có thể hoạt động tích cực hơn và sống trong các hệ sinh thái chưa có người ở trước đây. Kỷ Trias giữa, sự trỗi dậy của khủng long. Sự tan rã của siêu lục địa Pangaea bắt đầu vào khoảng thời gian này. Nhưng sự trôi dạt lục địa là một quá trình chậm và lục địa này vẫn còn tương đối nguyên vẹn trong thời kỳ Trias giữa. Archosaur tiếp tục hành trình thống trị các hệ sinh thái mới, tăng nhanh sự đa dạng và khả năng thích nghi của chúng. Ban đầu, loài khủng long không thành công như những họ hàng giống cá sấu của chúng. Nhưng chúng vẫn tiếp tục đa dạng hóa và thích nghi với nhiều loại ổ sinh thái khác nhau, tạo tiền đề cho sự thống trị cuối cùng của chúng trong các giai đoạn tiếp theo ở kỷ Trias. Kỷ Trias muộn, khởi đầu cho những gã khổng lồ kỷ Jura. Trong vài triệu năm cuối của kỷ Trias, trái đất đã trải qua những thay đổi đáng kể về mặt địa lý. Sự phân chia siêu lục địa thành hai địa hình chính là Gondwana và Laurasia bắt đầu trong thời kỳ này, mở đường cho sự xuất hiện của các đại dương và lưu vực mới cùng với các hệ sinh thái liên quan của chúng. Sự biến đổi khí hậu và những thay đổi về mực nước biển do những thay đổi địa lý này đã ảnh hưởng đến sự phân bố của các loài động vật trên cạn, bao gồm cả những loài khủng long sơ khai. Thời kỳ Jura, thời đại của những gã khổng lồ. Khủng long thực sự bắt đầu phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và sự đa dạng trong kỷ Jura khoảng 201 triệu năm trước. Một số loài khủng long lớn nhất xuất hiện trong thời kỳ này. Đó là lý do tại sao nó thường được gọi là thời đại khủng long. Nó bao gồm một số loài khủng long ăn thịt và ăn cỏ dễ nhận biết nhất, đặc biệt là trong nhóm Sauropod và Theropod, hai yếu tố thúc đẩy sự đa dạng hóa của loài khủng long trong thời kỳ kỷ Jura. Một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt nhỏ vào cuối kỷ Trias và sự tan rã của siêu lục địa Pangaea. Hai sự kiện quan trọng này đã cho phép loài khủng long thống trị và tiến hóa trong suốt kỷ Jura. Kỷ Jura sớm, tiến trình tiến hóa. Thời kỳ đầu kỷ Jura là thời kỳ thử nghiệm và chuyên môn hóa do hai thay đổi lớn bắt đầu trong thời kỳ trước. Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt xảy ra vào cuối kỷ Trias là một sự kiện đầu tiên. Mặc dù đây là một sự kiện tuyệt chủng quy mô nhỏ, nhưng nó đã xóa sổ một số nhóm khủng long khác, khiến khủng long trở thành loài động vật trên cạn thống trị nhất. Sự thích nghi được phát triển trước đó trong kỷ Trias cho phép chúng không chỉ sống sót sau đợt tuyệt chủng này mà còn tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau để chiếm lấy các hốc trống. Yếu tố thứ hai góp phần tạo nên sự phong phú của khủng long là sự tan rã của siêu lục địa Pangaea. Mặc dù giữa chúng vẫn có những mối liên hệ về đất liền, khí hậu và hệ sinh thái của hai vùng đất này, thậm chí còn trở nên khác biệt hơn khi thời kỳ này tiến triển. Những thay đổi địa lý này đã gây ra những biến đổi đáng kể trong khí hậu trái đất. Nhiệt độ giảm nhẹ và thảm thực vật tươi tốt xuất hiện do lượng mưa dồi dào hơn. Dương xỉ, đuôi ngựa và các loài thực vật khác bắt đầu phát triển dồi dào trong thời kỳ đầu kỷ Jura. Những loài thực vật này cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho loài khủng long ăn cỏ mới nổi. Khi số lượng của những loài động vật ăn cỏ này tăng lên, các loài ăn thịt đã tiến hóa để săn mồi chúng, với sự gia tăng về độ phức tạp và số lượng tổng thể của chúng. Kỷ Jura giữa,
sự trỗi dậy của sauropod và theropod. Trong thời kỳ giữa kỷ Jura, khủng long đã đến đỉnh cao về sự đa dạng. Một số trong số chúng phát triển đến kích thước thiên văn. Sauropod và theropod, hai trong số những nhóm khủng long mang tính biểu tượng nhất, đã đa dạng hóa đáng kể trong thời kỳ này. Kỷ Jura giữa được đặc trưng bởi sự mở rộng các môi trường sống đa dạng, khi sự phân tách các lục địa do sự phân tách liên tục của Pangea vẫn tiếp tục. Những thay đổi này tạo cơ hội cho các loài khác nhau tiến hóa và chuyên môn hóa. Mặc dù hầu hết các nhóm thực vật có hoa xuất hiện muộn hơn vào kỷ phấn trắng, một số loài đầu tiên, chẳng hạn như Nam Kinh, đã có niên đại từ đầu đến giữa kỷ Jura. Sự xuất hiện của các loài thực vật có hoa như thế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho loài khủng long sauropod và loài khủng long chân thú theropod săn mồi. Sauropod ngày nay được biết đến với kích thước khổng lồ, cổ dài và chế độ ăn cỏ, đóng một vai trò quan trọng với tư cách là sinh vật tiêu thụ chính của hệ sinh thái kỷ Jura giữa. Các chuyên gia cho rằng chúng tiến hóa thành kích thước khổng lồ như một cách thích nghi để đối phó tốt hơn trước những kẻ săn mồi đang ngày càng phong phú trong hệ sinh thái của mình. Những loài khủng long bọc thép như Stegosaur và Ankylosaur cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Các tấm bọc thép của chúng là sự thích nghi chủ yếu phục vụ mục đích bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Mặt khác, theropod tiếp tục giữ vai trò là kẻ săn mồi ăn thịt và tiến hóa thành kích thước lớn hơn để theo kịp con mồi. Những con khủng long hai chân này, chẳng hạn như Allosaurus và những họ hàng khác, săn mồi nhiều loài động vật ăn cỏ khác nhau, bao gồm cả những con sauropod nhỏ hơn và các nhóm khủng long khác. Động lực săn mồi đã tạo ra một mạng lưới tương tác phức tạp, ảnh hưởng đến sự phân bố và hành vi của các loài này. Kỷ Jura muộn, động vật ăn thịt đỉnh cao và sự thay đổi môi trường. Sự tương tác giữa động vật ăn thịt và con mồi, giữa khủng long ăn thịt và khủng long ăn cỏ, thậm chí còn trở nên gay gắt hơn trong thời kỳ cuối kỷ Jura. Những kẻ săn mồi đỉnh cao xuất hiện, củng cố vị trí của chúng ở đầu chuỗi thức ăn kỷ Jura nhờ vào một loạt khả năng thích nghi khiến chúng trở thành kẻ giết người hiệu quả. Các họ động vật ăn thịt chính trong nhóm theropod, chẳng hạn như Allosauridae, đại diện là Allosaurus, và Ceratosaurid, đại diện là Ceratosaurus, đã tiến hóa trong thời kỳ này. Việc phát triển với kích thước khổng lồ như vậy là điều được mong đợi vì những kẻ săn mồi này đã tiến hóa và có thể bị săn lùng một số loài khủng long ăn cỏ lớn nhất cũng như Diplodocus và Brachiosaurus. Trong kỷ Jura muộn, siêu lục địa Pangea tiếp tục phân mảnh, hình thành những khối đất thậm chí còn nhỏ hơn với hệ sinh thái độc đáo. Sự phân chia này có tác động sâu rộng vì nó tạo ra môi trường sống mới và khí hậu độc đáo trên khắp các lục địa khác nhau. Khí hậu của kỷ Jura muộn nhìn chung ấm áp và các vùng biển nông bao phủ các khu vực rộng lớn. Những vùng biển này là nơi sinh sống của nhiều sinh vật biển đa dạng, bao gồm nhiều loài bò sát biển khác nhau như loài Ichthyosaur. Sự hiện diện của những vùng biển nông này cũng ảnh hưởng đến khí hậu địa phương trên đất liền. Những khu rừng chủ yếu là cây lá kim và cây mè đã xuất hiện, cung cấp môi trường sống cho nhiều loài khủng long khác nhau. Môi trường kỷ Jura muộn còn bao gồm các hồ, sông, vùng đất ngập nước và các hệ sinh thái khác liên quan đến chúng, tạo điều kiện cho sự đa dạng của các loài thực vật và động vật. Thời kỳ phấn trắng, chương cuối cùng của khủng long. Thời kỳ kỷ phấn trắng bắt đầu vào khoảng 145 triệu năm trước. Không giống như các thời kỳ trước của kỷ nguyên Mesozoic, nơi khủng long sống trên các siêu lục địa có điều kiện khí hậu và sinh thái tương tự ở các địa điểm khác nhau, khủng long kỷ phấn trắng sống trên các lục địa riêng biệt. Vào thời điểm thời kỳ này kết thúc, các lục địa đã ở vị trí tương tự như vị trí ngày nay của chúng. Sự tan rã của siêu lục địa cho phép khủng long tiến hóa độc lập ở các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Chúng tiến hóa thành các dạng đa dạng hơn với đặc điểm là sự thích nghi đáng chú ý, giúp chúng sinh tồn ở khu vực chúng sinh sống. Nhưng khi thời kỳ này trôi qua, những thay đổi trong hệ sinh thái trái đất cuối cùng đã khiến cho loài khủng long này phải chịu đựng. Mặc dù sự tuyệt chủng của loài khủng long được cho là đã xảy ra khoảng 66 triệu năm trước, nhưng các nhà khoa học cho rằng quần thể và sự đa dạng của chúng đã bắt đầu suy giảm từ lâu trước đó. Nguyên nhân của sự suy giảm này được cho là do biến đổi khí hậu trong vài triệu năm cuối của đại trung sinh. Kỷ phấn trắng sớm, tiếp tục sự đa dạng. Khủng long tiếp tục sự đa dạng hóa trong thời kỳ đầu kỷ phấn trắng, từ 145 đến 100 triệu năm trước. Trong thời gian này, khủng long sống trong nhiều môi trường thay đổi. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của các loài mới với khả năng thích nghi sáng tạo phù hợp để tồn tại trong hệ sinh thái phức tạp nơi chúng sinh sống. Ví dụ, Nanosaurus sống ở vùng lạnh giá Alaska vào cuối kỷ phấn trắng và một số loài khủng long chân thú lớn khác sống ở vùng lạnh giá, chẳng hạn như Eutyranus, có lông khắp cơ thể để cách nhiệt trong khí hậu khắc nghiệt.
Điều này hoàn toàn trái ngược với các khủng long theropod có liên quan khác. Chẳng hạn như Tyrannosaurus vốn không có lông hoàn toàn hoặc chỉ có lông ở một số bộ phận trên cơ thể. Các loài khủng long phân lập trên một số hòn đảo cũng có biểu hiện lùn lùn. Một ví dụ đáng chú ý về điều này là Magyarosaurus, một loài sauropod nhỏ hơn so với các họ hàng khác của nó. Với nguồn thức ăn hạn chế, sự vắng mặt của những kẻ săn mồi lớn và sự cạnh tranh, Magyarosaurus không cần phải phát triển đến kích thước khổng lồ đặc trưng của các loài khủng long sauropod khác. Kỷ phấn trắng giữa, sự khổng lồ và cảnh quan thay đổi. Khi cấu hình của các lục địa tiếp tục thay đổi trong thời kỳ kỷ phấn trắng giữa, các loài thực vật có hoa xuất hiện và phát triển mạnh mẽ hơn với số lượng lớn hơn. Điều này đã tạo ra các hệ sinh thái trên cạn mới và cũng cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho loài khủng long ăn cỏ. Các lục địa phía Nam đặc biệt thuận lợi cho khủng long vì có những khu rừng rộng lớn với nhiều loại thảm thực vật đặc trưng của chúng. Các nhóm động vật ăn cỏ khác nhau xuất hiện trong các khu rừng và đồng bằng rộng lớn ở Nam Mỹ. Sauropod là loài khủng long thống trị nhất ở khu vực này, đặc biệt có một nhóm được gọi là thằn lằn hộ pháp đã tiến hóa để trở thành động vật trên cạn lớn nhất trên trái đất trong kỷ phấn trắng giữa. Họ sống trên tất cả các châu lục, bao gồm cả Nam Cực. Kỷ phấn trắng muộn, tiếng gầm cuối cùng và lời tạm biệt. Kỷ phấn trắng muộn được biết đến là thời điểm loài khủng long tuyệt chủng. Nhưng câu hỏi khủng long đã hoạt động tốt như thế nào trước khi chúng tuyệt chủng là một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất trong thế giới cổ sinh vật học. Mặc dù quá trình tiến hóa và đa dạng hóa vẫn tiếp tục diễn ra trong vài triệu năm đầu của kỷ phấn trắng muộn, một số chuyên gia cho rằng một số nhóm khủng long bắt đầu suy giảm vào cuối thời kỳ này. Các loài động vật ăn cỏ bọc thép như Ceratopsian và Ankylosaur xuất hiện sớm hơn vào kỷ phấn trắng, trở nên phong phú hơn vào cuối kỷ này. Mặc dù chúng không lớn bằng thằn lằn hộ pháp, nhưng chúng bù lại có kích thước nhỏ bé của mình bằng những chiếc sừng và diềm xếp nếp phức tạp, khiến chúng có vẻ ngoài đáng sợ hơn. Mặc dù điều này bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi nhỏ hơn, nhưng những kẻ săn mồi đỉnh cao của kỷ phấn trắng muộn, chẳng hạn như T-Rex và Carnotaurus, lại đủ ghê gớm để hạ gục những loài khủng long sừng khổng lồ như Triceratops. Những kẻ săn mồi đỉnh cao này có bộ hàm khổng lồ khép lại bằng cơ bắp khỏe mạnh, giúp chúng có cú cắn mạnh, đủ mạnh để giết chết con mồi lớn. Có nhiều bằng chứng cho thấy những kẻ săn mồi đỉnh cao này đã săn các động vật ăn cỏ bọc thép lớn trong hệ sinh thái tương ứng của chúng. Hóa thạch khủng long đấu tay đôi là một ví dụ điển hình về điều này. Hóa thạch lưu giữ cuộc chạm trán giữa T-Rex và Triceratops. Việc khủng long có suy giảm hay không khi sự kiện tuyệt chủng khiến chúng bị tiêu diệt vẫn còn là một vấn đề tranh luận. Nhưng hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng một sự kiện thảm khốc vào cuối kỷ phấn trắng chính là mồi lửa dẫn đến sự tuyệt chủng của nhóm động vật từng thành công trước đây này. Ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn có rất nhiều người tin rằng khả năng cao nhất là vụ va chạm với tiểu hành tinh Chicxulub xảy ra cùng thời điểm loài khủng long bị tuyệt chủng. Sự kiện này gây ra một chuỗi thảm họa bao gồm sóng thần, cháy rừng và phun trào núi lửa, giết chết một số loài khủng long ngay lập tức và ném ra những mảnh vụn che khuất mặt trời trong vài năm. Kịch bản này sẽ phá vỡ hệ sinh thái và dẫn đến hiện tượng khí hậu lạnh đi trên diện rộng, giết chết tàn tích của loài khủng long trong vòng vài năm. Một giả thuyết khác cho rằng hoạt động núi lửa trên diện rộng, đặc biệt là vụ phun trào của bẫy Deccan ở Ấn Độ ngày nay đã thải ra một lượng lớn khí thải và hạt vào khí quyển. Điều này dẫn đến sự gián đoạn môi trường, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Cũng có thể hai sự kiện này xảy ra đồng thời với việc Chicxulub kích hoạt bẫy Deccan và các hoạt động núi lửa khác. Khủng long là một nhóm bò sát độc đáo sống trong suốt kỷ nguyên Mesozoic. Nhóm bò sát độc đáo này đã đạt đến đỉnh cao về sự phong phú và đa dạng trong kỷ Jura sau khi xuất hiện sớm hơn trong kỷ Trias. Sau đó, chúng bắt đầu suy giảm trong thời gian tiếp theo và cuối cùng bị xóa sổ vào cuối kỷ phấn trắng. Hiểu được dòng thời gian của khủng long sẽ giúp đưa cuộc sống thời tiền sử vào một góc nhìn tốt hơn. Nó cũng hỗ trợ sự hiểu biết của chúng ta về những sự kiện quan trọng đã định hình nên lịch sử trái đất kể từ khi hình thành. Đó là toàn bộ nội dung mà Unchixe muốn gửi đến tất cả các bạn. Các bạn thấy sao về video này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Nếu thấy video này hữu ích, hãy ấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!